chỉ có một quan kiếm ho một a la bự a bự a đã quan quang hồ quang quang giữa chốn biên thủy một a la bự a bự a tình cảm quan xa quan chính núi muốn vào mây vừa được nghe tiếng vọng từ đất trời, tiếng vọng của những bàn chân âm thầm đạp trên đá tai mèo mà đi lên, tiếng gọi của bốn mùa đua nở ngàn hoa và cả tiếng nói của sự khởi sắc trên cao nguyên đá Hà Giang. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần 2 của chương trình nghệ thuật với chủ đề Bình Minh Cao Nguyên, cùng đến với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nơi có những nếp nhà lưng chừng núi thấp thoáng sau phần mây lạc bạc phiêu bồng như chốn tiên cảnh du dị bình yên, và ở đó những nỗ lực của đồng bào đã được bồi đắp qua những tầng lớp văn hóa đặc trưng đang hiện hữu và có sức hấp dẫn đến kỳ lạ.
Thưa quý vị, vừa rồi trên sân khấu chúng ta đã thấy các nghệ sĩ tái hiện lại tục bắt vợ của người đồng bào Hơ Mông. Và đó chỉ là một trong số rất nhiều những hình ảnh đặc trưng của vùng cao. Quang Minh thì còn rất nhớ cái hình ảnh những bước chân liêu xiêu sau những phiên chợ của những người đàn ông và đôi lúc cả người phụ nữ nữa, Phương Thúy ạ. Và còn một cái hình ảnh chắc chắn là không ai có thể quên được, đó chính là hình ảnh người đàn ông nằm vắt mình trên lưng ngựa rồi để người phụ nữ kéo về nhà sau những phiên chợ vùng cao, quả thật là rất ấn tượng. Vâng, thưa quý vị, đấy chính là những hình ảnh rất ấn tượng đối với anh Vinh cũng là tất cả quý khán giả đặt chân lên mảnh đất của vùng cao Hà Giang. Vâng, anh Vinh biết không, chợ phiên là một nét sinh hoạt văn hóa hết sức độc đáo của người vùng cao Hà Giang. Và ở đó thì không chỉ là nơi để trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi để giao lưu học hỏi. Và bà con dân tộc ở đây đi chợ thì không nhất thiết là mua hay là bán một thứ gì đó anh ạ, mà họ đến chợ để giao lưu, để gặp gỡ, họ ngồi quây quần bên nhau quanh chảo thắng tố hay là sẽ cùng nhấp với nhau một ly rượu ngô. Và anh biết không, họ đi chợ mà vui như là đi hội vậy anh ạ. Ồ, vậy thì tại sao ngay lúc này chúng ta không mời tất cả quý vị, tất cả những du khách đang theo dõi ngày hội của chúng ta hòa mình vào không khí lễ hội thực sự của những phiên chợ vùng cao? Vâng, em xin mời anh Minh cùng toàn thể quý khán giả cùng đến với chợ phiên của vùng cao Hà Giang ngay lúc này. Sương đông bên lá đã say, ta uống cơn trọn.
Thank you.
thủa người cùng cao, chỉ làm chìm như đá, chỉ bời bời như mây. Trước cách mạng, vùng cao Hà Giang là chốn sừng thiêng nước độc, chỉ có núi non chập trùng, hiểm trở, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Từ thị xã Hà Giang muốn đi lên Đồng Văn, chỉ có cách duy nhất là đi bộ hoặc đi ngựa men theo các lối mòn quanh triền núi. Sau cách mạng, để đưa miền núi tiến kịp với miền xuôi, năm 1959, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 3 đã ra nghị quyết đề nghị Trung ương và khu tự trị Việt Bắc cho mở tuyến đường lên Đồng Văn. Hàng nghìn thanh niên tình nguyện và nhân dân địa phương đã lao động miệt mài, chỉ bằng sức người, bằng ý chí và những công cụ thô sơ nhất. Con đường từ Hà Giang lên với Đồng Văn và Mèo Vạc dài hơn 160 km, được hoàn thành sau gần 6 năm trời. Chỉ riêng tuyến đường 21 km từ Đồng Văn sang Mèo Vạc phải mất gần 2 năm mới hoàn thành. Biết bao nhiêu bàn tay đã cùng nhau nắm lại, dùng tuổi thanh xuân và cả máu xương để đá núi phải cúi mình. Trên những con núi tưởng chừng chỉ có mây bay đến, đã có một con đường. Có một con đường vương trong chân mây, mang những tình ca vượt qua cổng trời. Có một con đường mang tên hạnh phúc, đá núi đèo cao khuất phục trước con người. Công trình kỳ vĩ ấy, ngay từ khi mới mở, đã được gọi tên là con đường hạnh phúc. Ngày con đường hoàn thành cũng là ngày mà những địa danh khắp vùng cao đã được nối tới hạnh phúc. Bao cuộc đời, bao số phận, từ đó đã có một cuộc sống mới, dựng xây một thời đại mới. Những con người của vùng cao ngày hôm nay tiếp tục dựng xây khắp vùng đá núi. Những bàn tay con người của vùng cao ngày hôm nay tiếp tục dựng xây nền hạnh phúc. Con đường hạnh phúc giờ đã về đến nhà chúng tôi rồi. Mạch nguồn của sự sống được tạo dựng thành con đường hạnh phúc lớn của cả cao nguyên cực Bắc. Thank you.
đã mang ấm no đến cho bà con đồng bào cao nguyên đá Hà Giang, con đường thể hiện sức mạnh của con người trước thiên nhiên, và ngày nay nó còn nối dài giấc mơ của tuổi trẻ, là nhịp cầu nối đưa du khách bốn phương cùng bạn bè quốc tế đến với Hà Giang. Còn ngay lúc này thì Quang Minh xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng những vượt thủ khám phá Hà Giang. Trên Hà Giang, anh ngước thanh thang cầu trời, nhìn về bên phía núi tôi, mang lại cho anh niềm vui. Một ngang nắng, một ngang đà, một ngang ngô xanh giữa lưng đồi. Ngẩn ngơ váy, ngẩn ngơ áo, ngẩn ngơ mắt em cười trong mây trời. Đi lên trên chợ phiên, xem người ta ăn thang phố, người mùi thơm men rượu ngô, thơm lên sang cả quần áo. Ai đi chơi Hà Giang, hãy một lần lên lũ cú, dừng lời bên cương vào kim, nhìn lên sắc tỏ màu cờ. Sang cương văn mộng mơ, thắp hồn vào mây cung đá, chỗ nhìn bao em đẹp xinh, vẽ xòe bốc xuống chợ tình. Nghe em kể chuyện xưa, cha ba tám xây nhà út, cánh tượng thêm trên trời cao, sống như khăn tay lên cuộc tình. Vậy thơ đã tìm em, hẹn em một lần thật chặt, ở lại bên anh được không, anh mất em xin anh mất rồi. Trên tay bên đường núi cao, có tiếng chim vang đêm ngọt ngào, bay bay trong gió muôn màn chơi như hai lần.
miền xuôi quý người hôn bên môi. Nắng lên bạc rượu hồ uống một hơi bất tỉnh lắm lắm trên tầng mây nghe đại ca của anh một tiếng xa. Nắng lên bạc rượu hồ uống một hơi bất tỉnh lắm lắm trên tầng mây nghe Trần Lập. Thưa quý vị, Hà Giang, men say lời ca vút bay cùng tiếng sáo. Hà Giang, mây vờn trên tay, mùi hương rừng rắp nối. Hà Giang, tiếng khèn lạnh lót, rượu ngô mềm môi, níu chân khắp miền xuôi. Và tất cả những giai điệu ma mị đầy cám dỗ của men say như một thứ bùa mê dẫn lối du khách về với Hà Giang, về với hương rừng gió núi, về với vùng đất đầy huyền tích và dấu ấn lịch sử với biết bao điều kỳ thú và hấp dẫn. Thưa quý vị, men say luôn ám ảnh ta, luôn thiêu đốt trong ta lời hẹn khâu vai, thôi thúc ta trở về vùng đất mà lịch sử và con người đã để lại một địa tầng di sản văn hóa vô cùng phong phú. Trong băng giữa hồ treo lưng
cao nguyên đá. Khi sang mùa bạc hà ngào ngạt hương, ông bay theo hương gió hay hương tình. Ngào ngạt hương mật đá cao nguyên. Anh sẽ về với biển vàng sâu lắng, nước trong vắt giữa hồ treo lưng trời, má thì lên. Để anh đắm đuối chuyện tình ta.
sâu lúc đậm sâu mặt trời chiều sáng lời hẹn đưa đã vòng vang bàn chân thời gian đi trên đá đã vòng xuống mi xuôi gọi được về ơi nhân gian ngàn đời hát lời đã trầm tích ngàn xưa dồn vang ngày nay theo chân truyền tình chân đã về đã ơi ngàn đời em sinh để ăn đắm đôi niềm cười như hoa ngàn đời câu tình ca đẹp mình mãi mãi tình đón ơi ngàn đời biển đã hát câu tình ca vòng vang đời sau ngàn đời biển đã hát câu tình ca vòng vang muôn đời trên đá đá vòng xuống mi xuôi gọi được về ơi nhân gian ngàn đời hát lời đá trầm tích ngàn xưa dồn vang ngày nay theo chân truyền từ nơi đá trong câu tình ca để muôn đời sau theo chân đã về đá ngàn đời em đẹp xinh để ăn đắm đôi miệng cười như hoa mình mãi mãi tình non ơi ngàn đời biển đã hát câu tình ca vòng vang đời sau ngàn đời biển đã hát câu tình ca vòng vang muôn đời trời cao núi cao ta và sau đây xin mời nghệ sĩ nhà tham gia trong chương trình
cùng quay trở lại gửi lời chào đến toàn thể quý vị đại biểu, khách quý, quý bà con nhân dân, du khách bốn phương, bạn bè quốc tế đã về dự lễ hội 100 năm trở thành không ai, cùng với lễ công bố bằng tái công nhận công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Xin trân trọng kính mời và cho phép quý vị một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị đã đến với chương trình hôm nay.